cuối cùng thì Hogan và Alice cũng đã công khai tình yêu, ngưỡng mộ quá. Sớm đã phải như vậy rồi, giấu với một người làm gì chứ. Cũng đúng. Nếu anh có người yêu thì cũng đừng giấu giếm nha. Tôi hả? Cô muốn nói gì đây? Có người tung tin nói anh đã vừa nói vừa kéo tay của một người phụ nữ trong quán ăn. Người phụ nữ đó đã rất tức giận. Bộ anh đã làm gì có lỗi với người ta hả? Wow, Nelly vừa tung ra túi sách phiên bản giới hạn chỉ có 30 mấy ngàn đô. Cô định mua cái túi đó thiệt hả? Đúng vậy. Tiền lương mấy tháng lận đó. Trời ơi, sống nhờ bằng tiền lương thì chết chắc. Không biết đủ cho tôi mua túi sách hay mua giày. Được bạn trai tặng hả? Cô thì sướng rồi, tôi thì tháng nào cũng sạch túi. Rồi, cô cũng nhiều trai theo vậy. Cô giới thiệu cho tôi đi. Sao lại sợ tôi? Không hề nha, tôi sơ ý đụng trúng thôi. Mấy người dân văn phòng như cô tưởng bản thân cao quý lắm hả? Nếu cao quý tới khách sạn trưa đi, cần gì tới đây ăn chứ? Ném qua đi. Ê, nè, làm gì? Làm gì kệ tôi. Nè, rõ ràng tôi thấy anh dùng cái tay này sàm sỡ cô gái này. Anh không cần chối đâu. Thả tôi ra. Cô, báo cảnh sát đi, tôi sẽ làm nhân chứng cho. Đợi giải quyết cũng lâu lắm, chúng tôi còn phải đi làm nữa. Cứ báo cảnh sát đi, tôi sẽ giúp đỡ cô. Không cần, tôi không muốn báo cảnh sát. Cậu nói không báo cảnh sát kìa. Nè, đứng lại. Vĩnh Đồng, nói với cậu được không? Cô về công ty trước đi. Hả? Anh còn gì để nói nữa? Lúc má tôi chết đã nói rõ hết rồi mà. Sau này gặp mặt coi như không quen biết, không cần chào hỏi với nhau. Tình cờ gặp lại, cuộc sống cô là sao? Tôi chỉ muốn biết vậy thôi. Tôi rất ổn, đừng gặp lại, vậy đi. Vĩnh Đồng, trước đó cô có đi vay tiền để trị bệnh cho má của cô, có phải Vĩnh chưa trả hết không? Vừa rồi tôi nghe cô nói cô đang kẹt tiền. Không liên quan tới anh, buông tay tôi ra. Nếu là tiền bạc thì lại tôi giúp đỡ cô. Trợ tá Kim đây chuyên giúp đỡ khách hàng lớn, kiếm được bộn tiền, giờ muốn dùng tiền đàn người hả? Tôi muốn giúp đỡ cô thôi. Tôi không cần anh giúp, bây giờ không, sau này cũng không. Anh đừng ở đây giả làm người tốt nữa. Tôi nói anh biết, anh làm gì cũng không thể bù đắp được đâu. Kiếp này hay kiếp sau, tôi cũng đều sẽ hận anh. Có phải nói cái miệng như bồ của Tony nói với gì? Người phụ nữ đó là ai? Anh bỏ rơi người ta hả? Luật sư rác rưởi. Đồ luật sư rác rưởi. Quyết Thư. Anh đừng, anh buông tôi ra trước đã. Làm gì vậy? Mấy chục năm tâm huyết của tôi đã bị anh hại tới nỗi không còn gì rồi. Anh buông tôi ra trước đi. Tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi mất hết tất cả rồi. Tôi không tha cho anh đâu. Tôi sẽ chết chung với anh. Đừng làm vậy nguy hiểm lắm. Tránh ra đi. Kim. Tôi sẽ chết chung với anh. Anh đừng. Mau lên, để mình chữa cháy đi. Cứu người trước đã. Anh có sao không? Không ngờ lịch sử lại tái diễn. Sự vô lương tâm này, con đã hại chết con trai tôi. Con trai tôi chết rất tê thảm, nó chết rất là hoang. Đừng làm loạn ở đây nữa. Nè, đừng làm loạn nữa mà. Buông tôi ra đi, nè, tôi muốn lấy lại công bằng cho con trai tôi. Má, vô ích thôi. Chúng ta về nhà nha. Hung thủ giết người. Nè, hồi nãy lúc ăn anh đã uống nhiều lắm rồi đó. Tôi gọi cho anh ly trà nóng, uống ly trà để giải bớt rượu rồi mới về đi. Tôi đi bốc phét thôi chứ tôi mới xứng danh nghìn ly không say. Đây, trà nóng đây. Cảm ơn. Thế nào, có muốn gọi thêm món gì không? Không cần đâu, chúng tôi uống xong ly trà sẽ về. Hả, ngồi thêm chút đi. Nè, anh ngồi xuống uống chung đi. Được, lát nữa tôi ra uống với anh. Uống trà đi. Sao mà cô kỳ vậy? Tối nay anh có vui như vậy hay không hả? Anh ít khi uống say vậy lắm. Nút thắt Hogan giấu trong lòng mười mấy năm nay cuối cùng cũng đã được gỡ rồi. Tôi vui thay cô ấy. Khi một người không có khúc mắc trong lòng thì cười từ trong tim cười ra mới là nụ cười thật sự đó. Vậy bây giờ anh không phải cười thật rồi, bởi vì trong tim anh vẫn còn nút thắt. Đồng nghĩa với việc khi chưa gỡ nó ra, ngay cả cười anh cũng cảm thấy có lỗi. Cô biết được chuyện gì rồi? 10 năm trước, một cậu nhóc bị kiện tội cưỡng hiếp.
chưa xét xử đã tự tử rồi. Má và chị của cậu ấy viết thư máu chửi Thi Lưu vô lương, còn chỉ đích danh anh là kẻ giết người. Chính là sự việc này nên khiến anh dằn vặt bấy lâu nay, đúng không? Tony đã nói cho tôi biết, có hôm nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ cãi nhau ở trong quán ăn. Cô gái đó có vẻ rất giận anh. Cô ấy chính là chị hai của cậu nhóc tự tử năm xưa. Anh đừng ra vẻ người tốt nữa. Tôi cho anh biết, anh làm gì cũng không thể bù đắp được. Kiếp này và kiếp sau tôi vẫn tiếp tục hận anh. Con trai tôi chết thảm quá. Bố tôi ra, tôi phải đòi lại công bằng cho con của tôi. Má vô ích tôi, chúng ta về nhà đi. Hung thủ giết người. Tôi nhớ cô từng hỏi tôi có phải có lỗi với cô gái ấy. Giờ tôi trả lời cô, phải.